ラセンダイ。調子に乗るなよ、加藤氏。Dâu dâu dâu, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Đại Chiến Lục Đạo. Và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với con game này anh em nhá. Hiện tại thì mình đang ở level 71. Và ở hôm nay thì xem nào, 3.000 XP trên 7.000. Mình thiếu 4.000 XP nữa để mình lên mình thiếu 4.000 XP nữa để mình lên level 72. Em bảo liệu anh em mình lên được level 72 hay không. Đấy anh em nhìn không, ông VB này vẫn chỉ dừng ở level 70 nhá anh em nhá. Rất ảo ma Kanda. Đã, để xem này chúng ta có những cái sự kiện gì. Sự kiện gì đây anh em à, chúng ta có những cái sự kiện hạn giờ gì đây à, cuối tuần vòng quay cấp thần à, đây, ngày thứ hai các bạn sẽ nhận được một cái vé giúp cấp thần anh em nhé. Đấy, các bạn thể mua vé trong này với giá là 300.000. Các bạn sẽ mua được bao nhiêu vé nhỉ? 1, 2, wow, được 40 mảnh Naruto tiên nhân đấy các bạn này. Đúng không, giá 300.000. Nếu mà các bạn chơi, các bạn mua cái này ok đấy. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Wow, 70 vé này các bạn. Cùng với đó rất nhiều quà. Đây là dương đỏ, đây là ngọc level 5. Nói chung mấy gói này ngon này các bạn này. Đúng không, cái gói này nếu mà các bạn điều kiện thì mua được nhé các bạn nhé, ngon nhé, đúng không. Xui nổi vòng quay, tích tiêu tuần. Hiện tại mình đã tích được 2.000 kim cương các bạn. Cũng được 4 vé rồi. Quà đổi ramen, tích tiêu tuần, sự kiện đặc biệt, thưởng đăng nhập ngày thứ hai, các bạn có hai vé mời, điểm sôi nổi, các bạn có dương SS ngẫu nhiên, flex sale. Đấy, nói chung là các gói nạp thì không thiếu, quan trọng là anh em có tiền mà nạp hay không thôi, đúng không? Sự kiện đặc biệt, quà rút siêu SP. Nói chung là bây giờ thì mình đang tích lại anh em nhé, mình đang tích kim cương các thứ lại, thấy anh em là tích được là khoảng hơn 100k rồi. Mình cũng cố, kim cương bây giờ chỉ mua điểm danh ngày thứ 2-3 anh em. Kim cương bây giờ chỉ mua duy nhất là gì nhở, kim cương bây giờ mình chỉ mua duy nhất là thể lực thôi. Còn đâu không tiêu cái gì nhá anh em. Cố gắng là không tiêu một cái gì liên quan đến kim cương nhỉ? Ngoài mua thể lực thôi. Mỗi ngày bỏ ra đó tầm khoảng 1.000 để mua thể lực ra là chúng ta. Còn đâu thì anh em không tiêu cái gì hết anh em nhá. Còn đâu anh em không tiêu cái gì kim cương cả. Cố gắng hết sức có thể anh em, tiết kiệm hết sức có thể. Đấy, những cái gì mà có thể nhận được là đa số là mình nhận trong ngày hôm nay hết rồi đấy các bạn. Những gì có thể nhận được là đa số mình cố gắng nhận hết trong ngày à. Ước nguyện lục đạo một lần 100 kim cương. Đang ở tích kim cương để nó cho kim cương luôn anh em ạ. Láo toét thật. Để xem là mình thiếu 4.000 XP nữa, để xem chỗ này mình xem mình có đủ không các bạn. Mua được 1.000 này kia trong kia. Tốn XP trong này. Các bạn nhìn này, ngọc level 1 này, 140 dương này các bạn này. À, được 6 viên hút. Không được viên hút nào. Dương vàng hiếm, 1.1.000 vàng. Ồ, ngon. À không, cái đấy như là cái cái đấy là lôi nha đấy các bạn. Cái đấy tăng tốc công đấy các bạn. Về dùng danh hiệu vĩnh viễn. Không biết là cái danh hiệu đấy, danh hiệu gì các bạn. Đấy, mở ra một đống. Mở ra một đống mạch. Dương bảo vật hiếm ngẫu nhiên, mạch kunai. Dương ngọc level 5. Dương ngọc công các bạn. Xem là thể lực của mình đang thiếu 18 x 21, 18 x 2 là được 6, được 200 à, 400 thể lực, chỗ này được 400 thể lực, 400 thể lực với cả 6 x 6 36 là 700, là 6 6 36, 400 là 700, 700 với 60 thể lực, 100 với 1.200 là thành 1.900 nhá. Tổng là mình chỗ này mình sẽ có tầm khoảng 2.000 thể lực nữa. Mình mua được ở đây tầm khoảng 1.000 thể lực. Ở đâu? Mình mua được 10 lần là 1.200 thể lực, là 3.000. Mới làm XP. May ra thì đủ nhé các bạn. May ra thì đủ trong ngày hôm nay nha. May ra thì đủ thôi anh em nhé. Chả đủ nổi đâu.
May ra thì đủ rồi cũng chả, chứ chắc đã đủ. Ờ, xem xong shop có gì bán không các bạn. Shop thì mấy cái này vẫn mua hết nha các bạn. Đó, không mua mấy thằng này có thể mua nhờ, mấy thằng bắn bảnh này vẫn mua nhờ. Shop này thì mình đa số là muốn mua hết, trừ hai cái này liên quan đến kim cương này thì không mua nữa các bạn. Còn đâu có điều kiện là sẽ mua hết đấy các bạn. Ôi mẹ, để mua cái chakra đỉnh này quên mẹ mất. Shop hành trình ninja. Shop này cũng mua được nha các bạn. 68 110. Shop Kage này cũng mua được, có thì mua nha anh em nhé. Làm phôi hết bọn này, làm phôi hết bọn này, làm phôi hết nha anh em. Bọn này cho làm phôi hết. Shop danh vọng đây, mạch lôi đao nha đây các bạn. Ồ, 40 mảnh luôn. Ồ, băng chán đấy các bạn này. Ngon, hai đầu tốc này. Ồ, mảnh áo tiên nhân đấy các bạn này. Đang có 15 này. Thành 20 đấy các bạn. Ờ, thế mình mảnh kiến đen. Hôm kia mẹ thấy thích chơi mảnh kiến đen lắm. Mình xúc nước mảnh kiến đen đấy các bạn nhé. Hôm nay mình có mấy cái đầu tốc liền đấy các bạn nhé. Đây, đây các bạn, đây công tốc này ấy, ấy 60% lên, vẫn lên 4 sao được anh em nhá. Đấy, đây vẫn lên được 4 sao đấy các bạn, đúng không? 14,8% tốc, 13. Ờ mẹ, cái này up hì hục lên 14,8% thì vẫn thua cái kia anh em nhé. Up hì hục lên thì vẫn thua các bạn. Sao 1,2,3 vẫn còn 40 cam nữa các bạn. Đấy, không có chakra thần các bạn. Không có chakra thần nữa các bạn. Chakra thần mới tiến hóa được. Chakra thần đấy em, phải có chakra thần mới kiếm được. 500 điểm sôi nổi. Ấy, có luôn chakra thần nhé các bạn nhé. 500 điểm sôi nổi, có luôn chakra thần. 500 điểm sôi nổi, có luôn chakra thần anh em. Nhận về đây 1,6 triệu. Ui, mẹ mình lắm ngọc hút cho đây các bạn. 269 viên ngọc hút này. Để xem có ghép được cái ngọc gì nữa không nhé các bạn nhé. Khá là nhiều ngọc, lâu lắm mình không ghép này. Đấy, 10 mảnh dây chuyền đệ nhất này các bạn này. Nào, để xem ghép được cái gì không các bạn. Ngọc hút đâu các bạn. Đây, ghép hết. Tiên nhân này ghép lên được này, à, cái này ghép lên được này, Kunai cũng lên được này, mảnh áo tiên nhân này, mảnh áo tiên nhân con nào đang cầm vậy? Đây các bạn, Kunai này, con này Hinata lại cầm cái này làm gì không biết nữa. Thank you.
chung là đang cầm linh ta linh tinh đấy các bạn. Ba cái đỏ. Hôm nay có cái gì khai vậy các bạn? Hôm nay có cái gì khai vậy? Có cái gì x2 vậy? Nào, cố gắng làm hết nhiệm vụ này anh em ơi. Thử chiến đấu trường 3 lần. À, lâu lâu bị đánh tụt xuống dưới rồi các bạn ơi. Lâu lâu đã bị đánh tụt xuống hạng hay kìa các bạn. Nói chung là vẫn trong ở hạng, nói chung là vẫn ở trong cái hạng hạng này anh em nhé. Gặp pin này, gặp pin thiên đạo cuồng các bạn. Ngọc nằm hết rồi đấy. Mình hôm nay mình đi ghép ngọc đi các bạn, đúng không? Hôm nay mình đi ghép ngọc đi, túi mình khá nhiều ngọc, vàng mình đang nhiều. Mình đi ghép hết cái đống ngọc này lại. Mình đi hết ghép hết cái đống ngọc này lại anh em. Hôm nay đi ghép hết cái đống ngọc này lại. Để xem nào. Xem up được cái ngọc gì lên nữa không nhé các bạn nhé. Mấy triệu để ghép ngọc này các bạn, thốn phết đấy. Bỏ ra tận mấy triệu để ghép ngọc liền. Ở trên này không năm như đặc chế hết rồi các bạn, được một ngọc hút năm này, được một ngọc hút năm hết. Đúng một viên ngọc hút năm ở đây, công năm, bạo năm, sinh mệnh năm. Ngọc của mình đủ hết chưa? Ngọc 5 này, ngọc 5 này. Đủ hết này. Ép lại ngọc này các bạn. Chỉ lên được đến ngọc 5 thôi à? Chưa được một viên ngọc nào 6 rồi các bạn. Sáu này các bạn, được một viên ngọc 6 này. Được một viên ngọc tấn công 6 này các bạn. Hết rồi đấy. Đấy, toàn bộ ngọc của mình đấy các bạn. Toàn bộ ngọc của mình đấy. Bộ ngọc ghép ra được đấy anh em. Chiến đấu trường
398, gần 400k rồi. Nói chung cái tầm này gặp pen thiên đạo cuồng là chịu rồi các bạn, đúng không? Gặp ông nào có pen thiên đạo cuồng là nghe chừng không chơi được đấy các bạn, đúng không? Gặp ông nào có pen thiên đạo cuồng là không chơi được. Ông nào bây giờ cũng chơi pen thiên đạo cuồng 3 sao rồi, chả nhẽ mình cũng lấy. Đúng không anh nhỉ? Chả nhẽ mình cũng lấy pen thiên đạo cuồng 3 sao anh em. Rồi, đã bảo không chơi là không chơi luôn. Chờ con SP tuần sau đi các bạn. Đúng không? Sớm muộn thì nó cũng sẽ đến. Sớm muộn thì nó cũng sẽ đến anh em. 4 vé, 3 vé. Đây, vòng quay cấp thần đấy các bạn. Có 4 vé đấy các bạn. Nào, nên xui ra cái gì? Ra 3 vé này. 2 vé, ngon nhất là ra thẳng luôn 10 mảnh SP này các bạn nhỉ. Không ra. Không già. Được 10 cái kìa. Được 10 cái thẻ nhân đạo này rồi. Mười cái thẻ nhân đạo. Hai lần mà thức ăn cho chó nhỉ. Chắc ra sơ là có đùi thể lực, kim cương và dương vật liệu kinh nghiệm lam nha anh em. Up cả cái này lên các bạn, kỹ năng. Đấy các bạn nhiều, chỉ cần đến tím là được. Đây đến tím 2 nó cũng trả thêm một cái chỉ số gì nhé các bạn. Nói đến tím 2 nó cũng có lên được cái chỉ số chó rồi đâu. Nhưng lên phẩm lên không tăng được một cái chỉ số gì các bạn. Sao nó còn mở khóa cái gì mà nó shop hàng hiệu. Má 42 thư chưa đọc các bạn. 42 thư còn chưa đọc. Chưa thèm đọc, chưa xóa được cái đống thư này các bạn. Hai thư chưa đọc. 388, 279, 243. Vậy là toàn mấy ông khỏe như trâu vậy các bạn. 128. Lớp nhanh còn kỳ các bạn. Ông mẹ cho vừa phải thôi, 79. Ông mẹ cho tướng vừa phải thôi. Vừa phải thì anh em còn đớp tí đúng không? 15. Lai ông lưu vong này, 18 kim cương, nhàn nhã thật. Đớp này thì có 31.000 31.000 vàng ấy, chả bỏ đớp anh em ạ. 171.000. Đớp có mấy chục nghìn vàng ấy, 140.000, 135. Chả bỏ đớp luôn nha.
8, 4, 1, 3. Hết, xong. Cướp xong. Rồi anh em. Tiêu ngay. Còn hai lần vẫn tiêu nữa anh em. Vẫn tiêu ngay. Là hết đấy. Đấy, coi như là chúng ta đã làm hết luôn nhiệm vụ này hôm nay đi các bạn. Hết luôn nhiệm vụ buổi sáng đi các bạn nhé. Nó nhanh gọn. Này, ngâm mộ này còn được nhiều. Được nhiều vàng hơn anh em. Hâm mộ này còn được nhiều vàng hơn anh em nhé. Hâm mộ này còn được nhiều vàng hơn. Ấy. À, lại được một vé rút cấp thần nha các bạn. Lại được một vé rút cấp thần đây. Đây, đổi hạn giờ mình đang có 13 cái này. 30 anh em sẽ đổi được mảnh. Mình đang có 66 mảnh này. Chung là liên quan quay nha anh em nhé. Quay cấp thần à? Một vé cũng quay. Mẹ ra đúng một vé này mẹ. Không ra 5 cái vé này có phải nhàn nhã không anh em nhé. Không ra 5 cái vé đấy có phải nhàn nhã không. Đấy ông VB anh em nhỉ. Vẫn là level 70 nhá. Ảo ma thật sự. Ông ấy vẫn ảo ma thật sự đấy anh em nhé. Ông ấy cứ ảo ma kiểu gì. Đúng không? Làm gì bị đứng level từ đời nào nhỉ? Làm gì đến mức mà bị đứng level? Đứng level từ đời từ đỡ nào rồi? À, tích tiêu các bạn cũng sẽ nhận được mảnh nhé các bạn nhé. Sasuke đây. Oh, nói chung là tiết kiệm lại anh em nhé. Không tiêu cái gì nữa anh em. Tiết kiệm hết sức có thể rồi. Chúng ta tiết kiệm hết sức có thể rồi. Tiết kiệm hết sức có thể. Ơ kìa, vẫn ra một vé còn mẹ nó chứ. Ơ kìa. Cú hát trích một vé luôn anh em ạ. Đen thật sự nha anh em nhé. Đen thật sự đi các bạn. Nó đen thật sự đấy các bạn. Đen vừa, đen quá. Đúng không? 77 vé. Lại tích thôi anh em. Giờ này chỉ có tích, tích, tích và tích nha các bạn. Giờ này con ác này của mình thì không cần phải làm gì nó quá lên các bạn. Giờ này chỉ cần tích thôi. Giờ này chỉ cần tích lại mọi thứ đấy các bạn nhé. Giống anh em nông dân ấy. Hạn chế tối đa. Hạn chế tối đa là được anh em nhé. Ba chín tám mẹ nghĩ sao không làm ra lên 400k lực nhìn nó đẹp nhỉ anh em nhỉ. 398. Ba trăm chín mươi tám k ấp mẹ thằng kia cho lên 400k lực bây giờ mà thôi. Nghĩ bỏ ra 1.000 kim cương lại tiếc. Đúng không, thực ra mình vẫn ấp từ thằng Kakashi lên rồi các bạn. Mình đang có mảnh của nó mà ấp mẹ thằng Kakashi lên rồi. Lần nào xác định nếu mình thay thì thay con Pain nhé các bạn. Nếu mà xác định thay thì mình sẽ thay con Pain. Xác định thay thì mình sẽ thay con Pain. Thằng Kakashi thì vẫn giữ lại được. Chơi Kakashi nhé, phải được tầm tháng 2 tháng nữa. Nhưng mà con game này nó bị. Anh em thấy bị ở cái chỗ một con da cần hết cả bản đồ, giống như con Pain thiên đạo cuồng.
thời điểm hiện tại thì các bạn chỉ cần nâng tầm khoảng nâng lên thần là các bạn mẹ gần như là cân hết mẹ bản đồ với con này, có hay không vô nghĩa. Nó kiểu sức mạnh nó ảo ma quá, đúng không nhá? Một con ra lại cân cả 5 con thì ảo ma vãi cháy đấy, giống như ông VB đấy. Hôm qua mình cho các bạn xem cái đội hình đúng một con 200k lực cân cả một cái dàn mẹ mình 400-500k lực thì chuyện bình thường. Nó bị ao chỉnh quá. Nó bị ao chỉnh quá rồi. Tham muốn tam vĩ thì ngon nhất này rồi. Nó bị ao chỉnh quá nha. Ao chỉnh quá. 10 giờ, mẹ phòng luyện công 10 giờ. Lại có một vé. Thỉnh thoảng cứ cho vé là mình lại có cái để quay à. 75 cái này chưa ghép được các bạn nhé. Cứ cho vé lại được quay à các bạn, đúng không? Cứ cho vé lại được quay à. Cứ cho vé là được quay à. Cứ cho vé là được quay đúng không anh em? Đó, quay nốt phát này nghỉ anh em. Còn quay thần. Ơ kìa, vẫn thế mẹ. Cay thật sự anh em. Cay thật sự anh em ạ. Dạ, cay quá rồi đấy. Người ta bảo không cay vì quá cay. Người ta bảo không cay vì quá cay anh em ạ. Đây. Cái này là gì nhở? Tăng bậc lên đấy các bạn. Tỷ lệ 4% thất bại đấy, tỷ lệ 40% thất bại đấy các bạn đấy. Nói chung là anh em phải để tỷ lệ 50%. Con này sao chưa dùng cái gì vậy, anh em phải để tỷ lệ tầm khoảng 50% đấy anh em nhé. 40% là oặc đấy, 40% là oặc đấy anh em, phải 50% đấy anh em, 40% là oặc này, phải 50% cơ. 40% là oẳng đấy. 50% thì mới được anh em nhé. Đi lại em gọi. Mấy hôm nay lâu lâu mình chả đi lại em gọi. Đi được chưa? Đi được chưa? Thỉnh thoảng vẫn bị đứng ải như thế. Ải này chắc đi được. Chắc là đi được. Ngon, bị đẹp luôn đấy chứ. À, thằng này có hồi sinh rồi ạ. Thằng này có hồi sinh rồi bạn. Đi được lại còn đi đẹp cơ. Mấy thằng là mây né tốt nhỉ. Thể chất khỏe né tốt nhỉ. Osuki là không ổn đấy các bạn, lại đứng lại rồi. Lại đứng hình ở đây rồi anh em. Qua không anh nha. Qua, còn mỗi thằng ấy thôi các bạn. Qua đấy các bạn. Mình có ngọc hút máu 6, ngọc hút máu 5. Vẫn qua nhỉ. Qua kiểu chật vật. Qua kiểu chật vật. Qua kiểu chật vật anh em. Càng ngày càng khó nhỉ. Càng ngày càng khó. Ngon, hàng này thì chịu rồi. Nhìn là biết thua rồi các bạn. Nhìn đánh tầm này là biết thua rồi. Hidden. Sao vậy?
thắng à? Vẫn thắng à? Ấy à, tưởng thua mà vẫn thắng à? Tưởng thua vẫn thắng à? Ôi ôi, cụ đệ nhất thì nghe chừng là không ổn rồi. Đệ nhất nghe chừng có ổn không? Đã cụ đệ nhất lại còn mẹ với Sasuke Papa nữa chứ. Không làm gì được. Ngay đã biết là không ổn rồi các bạn. Đã gặp cái dàn tanh này là nghe không ổn rồi. Nhìn cái cụ đệ nhất rồi. Xong rồi là Sasuke nữa, bút khiến kia nữa. Cứ hạ sát thương cái dàn tanh này cứng lắm các bạn. À, vẫn ăn được kìa. Ăn may kìa bạn. Ăn may nha anh em. Ăn may nha anh em nhé. Này chắc qua được rồi. Không thì có con nào xịn sò hẳn lên. Ai à, nói thế bánh nó quạt một phát lại về đất mẹ luôn. Papa Suke rồi. Mẹ mày vẫn về Sasuke lục đạo gánh rồi. Mày cũng ngọc hút thì gánh được không? Không hết hơi đấy các bạn. Mày có ngọc hút nó còn gánh lại được cho anh nhé. Hơi thằng này chắc là chịu rồi các bạn. Rạch cơ gửi nghe vẻ không ổn. Và cái loại châu bò ấy. Nhìn toàn cái loại châu bò, ôi trời ôi. Nhìn cái loại châu bò nó ép về đây là biết là oằn các bạn. Một cân năm ấy nhá. Sasuke lục đạo cân được không các bạn? Ôi giời, ôi giời. Cân được anh nhá. Ái da mẹ. Đùa. Đùa. Không các bạn. Không như các bạn này, thằng tượng thì đập đau quá, thằng tượng thì đập thốn nữa các bạn. Không biết là thằng tượng thì quả. À, thằng tượng đập thốn thật. Ở đấy chứ là thằng, cái tượng rồi các bạn. Bây giờ là cuộc solo của Sasuke lục đạo và kia là Raikage đệ tam đấy các bạn. Đúng không? Thắng hay thua vậy? Thua. Ok các em ơi, clip này xin phép tạm dừng đây rồi. Rồi hẹn gặp lại các em clip tiếp theo nhá. See you again và thank you. Thế thôi. Bây giờ mỗi ngày chỉ vào thế thôi anh em. Chờ cái hết của Sasuke lục đạo anh em nhé. Chờ cái NFT mới xem con gì đúng không. Nó vòng lặp mất rồi, chúng ta không nạp. Cũng không có gì để chơi, không có gì để làm anh em nhé. Hẹn gặp lại các em clip tiếp theo. See you again và bye bye.